biển luôn kìa. Thấy biển luôn kìa. Hả? Chúng ta phải khám phá cái thần cẩu đó. Đợt này mình đi Tây Ninh sao mình không có thử những cái công việc ở độ cao này nè? Hả? À, thôi. Ôi vậy những người làm việc trên cao này rất là khổ lắm á. Nhưng mà công việc này làm chắc được nhiều tiền lắm á Khánh. Thiệt á. Cực kỳ khó. Wow. Hỡi các chàng trai, chúng tôi đến với các bạn đây. Cái gì anh? Các anh đang làm gì ở dưới đó? Mấy anh trai ơi, tụi em đi xin việc. Em muốn làm những công việc của anh. Về tới nhà rồi anh em ơi. Một ngày thật là vất vả. Cái gì một ngày, hai ngày rồi. Ủa xin lỗi, ai vô nhà tôi làm tùm lum la vậy? Cái gì vậy? Nhà tôi có cho bán sạp, bán trái cây nào đâu. Trời ơi, nãy giờ người ta không sao, điện bày biện đồ ăn đói bụng quá. Tổ chức sinh nhật cho em. Sinh nhật ai? Sinh nhật em. Ngày nào? Ngày 4 tháng 1. Ngày hôm nay ngày mấy? 14 tháng 6. Tưởng tượng. Em đầu tiên khi mà tới show này thì em cũng lo với những anh chị lớn trong nghề là em sẽ rất dễ bị rén. Em lên với tâm lý sợ hãi, nhưng mà sợ hãi lúc được cùng anh em làm những việc tay chân, những cái việc giống như là được một sự kết nối nó sâu sắc hơn là cái chuyện chỉ đơn giản là mình tham gia một cái show bình thường. Ngày đầu tiên em tới là em cảm thấy 50% háo hức, 50% hơi hoang mang lo sợ, tại vì mình không biết là mình sẽ thể hiện như thế nào trong show này. Nhưng mà càng đi thì mình càng thấy là trước mắt là những cái người dân địa phương này họ rất là thích, rất là quý mình. Họ chỉ rất là tận tình và họ không hề có một cái sự giấu giếm gì đối với cái nghề của họ hết. Em mới nhìn ông thầy em leo trên á, em hiểu được cuộc sống của người ta như thế nào. Cuộc sống của người ta là có nghĩa là thức dậy 6 giờ sáng và đi làm. Trong khi ở nhà thì em nói thật, em thức dậy ở 9 giờ sáng. Có nhiều người bảo em là mày chỉ có làm nhạc nữa thôi chứ làm cái nghề khác chắc không được đâu, làm cái những hậu đậu hết á. Không, bây giờ em suy nghĩ hoàn thay đổi hoàn toàn rồi. Em có thể. Đây là tổng số tiền của tất cả chúng ta, bao gồm những người chơi khách mời trước đó nha. Phần thắng ở chặng Tây Ninh nghiêng về bạn